Xin chào và chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Way Cartoon. Series bí mật Club Ninjago, hay còn được gọi tắt là Ninjago, kể về sứ mệnh bảo vệ thế giới của những ninja trước các thế lực hắc ám muốn xâm chiếm thế giới. Với những sức mạnh nguyên tố của mình, các ninja đã liên tục chiến đấu với cái ác xuyên suốt 16 mùa phim. Mỗi người trong nhóm qua từng mùa đều có sự phát triển sức mạnh cũng như diễn biến tâm lý. Nhưng trong số đó, có lẽ quá trình thức tỉnh sức mạnh nguyên tố của cô em gái nhỏ Nia chính là yếu tố gây ấn tượng nhiều với khán giả nhất. Từ một người được cho là không sở hữu sức mạnh gì, chỉ có thể chiến đấu bên cạnh các ninja với bộ giáp samurai tự chế của mình, đến bậc thầy nguyên tố nước, thực thể điều khiển cả đại dương vô tận. Vậy hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiểu sử, sức mạnh cũng như bàn luận về ninja của dòng nước Nia nhé. Let's go! Nia cùng anh trai được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề thợ rèn. Họ đã lớn lên cùng với ngọn lửa bập bùng nóng đỏ của gia đình. Cuộc sống yên bình là vậy, nhưng một ngày, bỗng nhiên bố mẹ của cả hai anh em biến mất, để lại họ một mình nương tựa vào nhau. Sau biến cố đó, Kai đã một mình cố gắng duy trì tiệm rèn của gia đình, trong khi Nia lo việc bếp núc. Mọi chuyện chỉ thay đổi cho đến khi hai người được sư phụ U tìm đến. Không lâu sau, ngôi làng của họ đã bị đội quân xương tấn công và chính sư phụ U đã ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, trong một phút lơ là, Nia đã bị bọn chúng bắt cóc. Để cứu cô, Kai đã chấp nhận đồng ý trở thành một ninja dưới đề nghị của sư phụ U. Mặc dù sau đó Nia không được sư phụ U đào tạo để trở thành một ninja, nhưng bản thân cô cũng không để mình như một cô gái liệu yếu đào tơ để mọi người xung quanh phải bảo vệ. Nia ghét cách mà mọi người chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào các ninja, cũng như quá mệt mỏi với việc luôn bị bỏ lại đằng sau. Vì vậy, cô đã quyết tâm trở thành anh hùng theo cách riêng của mình, và đó cũng chính là cách mà Samurai X ra đời. Cô mong muốn có thể làm chủ vận mệnh và số phận của riêng mình, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào. Trong khoảng thời gian này, Nia rơi vào lưới tình với ninja sấm sét Jay. Cô đã góp phần giúp cả nhóm đánh bại đội quân xá nhân và cả đội quân đá. Cũng chính lúc đó, bằng cách sử dụng vật chất tối, Nia đã bị bọn chúng khiến cho bản thân bị hắc hóa để chống lại các ninja. Sau sự thất bại của Overlord, Nia đã quay trở về bình thường, nhưng cô lại phải đối mặt với một vấn đề mới khi rơi vào mối tình tay ba giữa cô, Jay và Cole. Sau khi Jen hy sinh, Nia cùng các ninja lên đường đi đến hòn đảo của Chen. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào giải đấu nguyên tố như các ninja khác, nhưng Nia vẫn luôn âm thầm tìm kiếm và cố gắng cứu Jen. Sau đó, cô đã cùng nhóm chiến đấu chống lại đội quân của Chen và giành được chiến thắng. Sau cuộc chiến này, sư phụ U đã quyết định huấn luyện Nia để khai thác được toàn bộ sức mạnh nguyên tố nước của cô. Mặc dù ban đầu Nia gặp khá khó khăn trong quá trình huấn luyện, nhưng cuối cùng cô cũng đã mở khóa được tiềm năng thực sự của bản thân như những ninja khác và tiêu diệt The Preeminent. Không để cả nhóm được nghỉ ngơi quá lâu, kẻ phản diện tiếp theo, Nada Khan, đã vô tình được thả tự do và hắn đã giải phóng băng cướp biển của mình rồi tàn phá khắp Ninjago. Nia sau đó bị Nada Khan bắt giữ để thực hiện lễ cưới, một nghi thức khiến hắn có được vô hạn điều ước cho bản thân mình. Ở những tập phim cuối cùng, Nia đã vô tình bị đầu độc và chết, nhưng nhờ ước nguyện cuối cùng của Jay, Nia đã quay trở lại. Cô và các ninja sau đó lại tiếp tục chiến đấu với bộ đôi thời gian và đội quân Vermilion của chúng. Trong trận chiến này, cô và anh trai đã phát hiện rằng cha mẹ của họ thực ra vẫn còn sống. Cuối cùng, sau bao năm xa cách, cả gia đình của cô cuối cùng đã được đoàn tụ. Nia và anh trai cũng đã giúp sư phụ U đánh bại bộ đôi thời gian này. Sau đó, cô cùng bạn bè đã chiến đấu với nhiều kẻ phản diện khác như Chúa tể Kamadan, Đoàn quân quỷ, Asphira hay Harumi. Xuyên suốt những mùa phim đầu, chúng ta dễ dàng thấy được Nia tỏ ra vô cùng khó chịu khi mọi người nhìn cô khác đi vì họ không xem cô như một ninja đơn thuần mà là một ninja nữ cùng với 5 ninja nam. Nia cũng không thích bị gắn mác bạn gái của Jay hay em gái của Kai. Mối quan hệ giữa Nia và anh trai là rất bền chặt. Cô cùng anh trai luôn hỗ trợ lẫn nhau theo nhiều cách. Nhưng đôi lúc, Nia cũng cảm thấy khó chịu vì sự bảo vệ quá mức cần thiết của Kai dành cho cô. Nhiều tập phim còn chứng minh rằng Nia vô cùng thông minh khi cô có thể tạo ra áo giáp samurai và các thiết bị công nghệ khác. Đồng thời, chính Nia là người đã định vị được chính xác vị trí của các lăng mộ Serpentai. Trong sự kiện Karma, cố gắng đánh thức Gojira, sức mạnh của Nia đã bị suy giảm do cũng bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Vì vậy, cả nhóm đã quyết định đến Molokia để điều tra âm mưu của Karma cũng như để khôi phục lại sức mạnh cho cô. Dù sau nhiều nỗ lực, Gojira vẫn được đánh thức. Trong tình thế bản thân là một bậc thầy nguyên tố nước nhưng lại không thể rút hết nước biển trong người Jay để cứu bạn trai mình, Nia không có con đường nào khác ngoài hợp nhất với biển vô tận để có khả năng điều khiển nguyên tố nước khổng lồ. Sau đó cô trở thành một thực thể đại diện cho đại dương và đánh bại được Kanma cùng Vojira, giải cứu thành phố Ninjago bằng cái giá phải trả là mất đi toàn bộ phần nhân tính bên trong mình.
Cuối cùng, sau khi phần con người trong cô biến mất, Nia đã tạm biệt với các ninja và đi theo tiếng gọi quay về với đại dương. Một năm sau khi hợp nhất với biển vô tận, Nia đã lấy lại được ký ức của mình sau khi nói chuyện với Niat và tìm cách gia nhập lại Ninjago. Các ninja đã tìm cách rút cạn sức mạnh nguyên tố nước của Nia và tách cô ra khỏi biển, đưa Nia trở lại với hình dạng con người. Không còn sức mạnh nguyên tố của mình, cô một lần nữa khoác lên mình chiếc áo Samurai X và chiến đấu. Trong trận chiến cuối, sức mạnh của Nia đã bắt đầu quay trở lại và giúp ninja đánh bại trùng cuối Overlord. Trước khi trở thành một bậc thầy nguyên tố, Nia cũng là một người bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, không phải do vậy mà cô vô dụng. Với xuất thân là một thợ rèn, Nia có khả năng xây dựng và vận hành máy móc một cách thuần thục. Minh chứng là việc cô đã chế tạo ra các trang bị Samurai X và Samurai Merch của mình trong thời gian rảnh rỗi và hay sửa đổi Ultrasonic Raider để nó có thêm chế độ bay. Nia cũng đã giúp Dr. Julian rất nhiều trong việc chế tạo Fire Merch và Earth Driller. Cô cũng là một phi công lành nghề. Còn về mặt chiến đấu, Nia chứng tỏ cô có khả năng chiến đấu tay đôi ở mức ổn. Nếu không sử dụng Samurai X thì khi chiến đấu, Nia sẽ thường sử dụng Boomerang để làm vũ khí. Sau này, khi thức tỉnh được sức mạnh nguyên tố trong mình, Nia dần dần trở thành một ninja mạnh mẽ với khả năng điều khiển động lực của dòng nước. Nôm na có thể nói rằng cô có thể điều khiển sự chuyển động của dòng nước để nhấn chìm kẻ thù. Cô cũng có thể ngưng tụ hơi nước từ môi trường ẩm, nhưng nếu như nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp thì khả năng này của Nia dường như sẽ bị vô hiệu hóa. Tiềm năng khai thác sức mạnh của nguyên tố này cũng vô cùng lớn khi đa số các sinh vật sống đều có nước trong cơ thể. Và dĩ nhiên, Nia cũng thành thục hai kỹ năng Spin Jizu và Air Jizu. Sau này, cô còn có thể điều khiển sức mạnh băng giá dưới sự huấn luyện của Solar. Trong khoảng thời gian Nia hợp nhất với biển vô tận và đưa ý thức của mình ra khắp vùng biển này, lúc ấy Nia có khả năng điều khiển dòng nước của toàn bộ đại dương. Do đó, Nia lúc này không còn cơ thể vật lý mà sự hiện diện của cô được thể hiện dưới dạng những phân thân bằng nước. Là hóa thân của cả một đại dương, Nia dường như là bất diệt. Nếu như ai đó hủy diệt phân thân bằng nước của cô, thì Nia chỉ đơn giản là tạo ra một phân thân mới. Với sức mạnh tương đương như một thực thể, cô dường như chỉ có thể bị đánh bại nếu như ai đó đủ sức hủy diệt hay bốc hơi cả biển vô tận. Nia là bậc thầy nguyên tố nước, ninja của dòng nước, em gái của Kai, bạn gái của Jay và Yang, đồng thời là con gái của Ray và Maya. Cô được đặt theo tên của một chiến binh Melorquian dũng cảm là Niad, bậc thầy nguyên tố đầu tiên của nước. Ban đầu, sự xuất hiện của Nia vô cùng mờ nhạt vì mặc dù sở hữu cho mình nguyên một chú mecha khổng lồ, tuy nhiên cô không thể nào nổi bật bằng 5 ninja còn lại với concept nguyên tố đặc trưng. Nhưng cũng vì thế đã khiến Nia trở thành một quả bom nổ chậm. Chính sự phát triển từ một người bình thường trở thành một anh hùng đã gây ấn tượng với nhiều khán giả. Bên cạnh đó, sự hy sinh của cô trong trận chiến với Gojira đã khiến nhiều người phải vỡ òa khi đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Nia đã có được khả năng điều khiển nước mạnh mẽ, cứu được tình yêu của đời mình, cũng như cả Ninjago, mặc dù sau đó cô sẽ bị mất đi hoàn toàn nhân dạng và ký ức. Đúng với châm ngôn của đa số bộ phim hoạt hình khác, mạnh quá thì nerf, không nerf được thì ban luôn cho khỏi xuất hiện. Sau khi có được sức mạnh khổng lồ từ biển vô tận, Nia dường như mất hút khỏi bộ phim. Nhận thấy được sự yêu mến của khán giả cho nhân vật này, Filego đã quyết định đưa cô quay trở lại. Thế nhưng theo một lẽ thường tình, để có thể quay về thì buộc phải khiến Nia không còn quá bá đạo nữa. Và bộ phim đã chọn cách rút hết năng lượng nguyên tố bên trong cô ra, để rồi một lần nữa, Nia lại trở thành một con người bình thường. Quyết định này đã gây ra vô vàn tranh cãi, khi đã khiến sự hy sinh trước đó của cô trở thành một trò đùa. Nhiều người cho rằng, Nia để bảo vệ Ninjago và những người mình yêu thương nên mới hy sinh thân mình, lấy đi bao nhiêu nước mắt khán giả, để rồi cuối cùng quay trở về như chưa hề có gì xảy ra. Rõ ràng, nhà làm phim vẫn có thể để Nia xuất hiện như một cameo bá đạo giúp đỡ nhóm ninja vào phút cuối, thay vì là phá nát hình tượng cô nàng đã gây dựng ở những mùa trước. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, với khả năng điều khiển nước và thậm chí là cả băng, thì Nia là một nhân vật vô cùng có tiềm năng sức mạnh. Vì vậy, việc nhà làm phim cố gắng đưa cô quay về chứng tỏ họ không muốn bỏ phí việc khai thác một nhân vật tuyệt vời như vậy. Chắc chắn trong những mùa sau, Nia sẽ có nhiều đất diễn hơn, tương xứng với khả năng của cô nàng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua tiêu điểm Ninja Nia, bậc thầy nguyên tố nước cũng như ninja của dòng nước. Các cậu cảm thấy như thế nào về sự phát triển của nhân vật này? Đừng quên cho chúng tôi biết thêm ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.